là cái cung kính lập tâm kính lễ thập phương thường trụ tâm đạo, nên trì hương hoa cũng dùng hương pháp nguyện có hương thơm này biển mãn khắp mười phương, cũng dùng tất cả các tôn pháp các thánh hiền thánh vô biên trong cõi Phật lợi ích làm Phật sự tất cả Phật pháp tâm đạo thể thường biển mãn nguyện hiện hữu theo nguyện thế hương hoa này còn như các pháp tánh phổ thiên tất cả các cõi Phật cũng dùng làm Phật sự tụ cũng như tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả các phương hôm là cầm phân và tán các và quan sát chúng đã những gì con số âm nhạc ánh sáng đèn nén ẩm thực y phục ngoại cụ thuốc men cho đến tất cả những dụng cụ cũng như trang nghiêm tặng các mười phương mà mình có thể mình luôn nhớ tưởng đều muốn đều cùng chung với tất cả chúng sanh cộng hiến cũng dường trong các thế giới có người tu cũng dường hôm nay con xin tùy hỷ nếu người chưa tu cũng dường nguyện được cảm giác khiến họ tu cũng dường lại nguyện thăm con nhân chánh có thể hiểu pháp bằng các nguyện hiến pháp tâm đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiền cũng dùng cho tất cả các thân sắc thân xá lợi hàng tự phù đồ liễu tháp và tất cả các phật sự của chư Phật cũng dùng tất cả các pháp tạng và nơi chúng pháp cũng dùng tất cả thánh hiền thánh tăng chúng nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cũng dường như thế dần dần được thành tựu luận ba la mật tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả pháp phóng tự tỉnh phóng sanh công việc một vị bình đẳng vừa nhận diện thanh tịnh cứu cánh duy mãn Om Gagana Sampavatara Om Gagana Sampavatara Om Gagana Sampavatara Om Gagana Sampavatara Om ra ra na tam ta va va to ra Om ra ra na tam ta va va to ra Om ra ra na sam ta ra va va to ra càng sức tối tạo tôi hiểu con số âm nhà ánh sáng đèn nén những thực ước thực ngọt của quốc nam ba đấy tất cả những hiện tượng những điều đang nghe đã đều khói như được thành đúng này biến hiện ra đúng điều các người phương các thân sắc thân xã lợi hiện tượng phù đồ nghĩa pháp và tất cả các cảm sự của tư phật cũng như tất cả các pháp bạn và nơi thứ pháp cũng như tất cả mình thấy thân và cũng như đây đức địa tạng bồ tát cũng như sao tất cả mà tôn kính từ chỗ đứng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bát đại chúng minh.
tâm phục thịnh nam mô tỳ và di đà quá khứ bảy đức phật nam tâm phục thịnh nam mô tỳ kiên tịnh tín đồ tất ma ha tát nam tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín đồ bồ tát ma ha tát nam tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín đồ tát ma ha tát đại chúng minh thiên đế thích từ đại thiên vương thiên long bộc bát bộ tâm đà lam nội bộ tánh
nguyên nguyện Đức Thích Ca, từ phụ bảy Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các Phật giác ngộ, tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thành thân tự tại, quán lâm đạo tràng, nguyện phụ Thế Tôn tiến hành được. Di nguyện Đức Thích Ca, từ phụ bảy Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các Phật giác ngộ, tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thành thân tự tại, quán lâm đạo tràng nhiếp phủ chúng con tiến hành tự tướng. Nguyện di nguyện Đức Thích Ca, từ phụ bảy Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các Phật giác ngộ, tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thành tâm tự tại, quán lâm đạo tràng nhiếp phủ chúng con tiến hành tự tướng. Chim sát hiện ác nghiệp đó công cứng tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh và gọi mà pháp hư không hiện đạo tràng nặng con cũng nhiều. Chim sát hiện ác nghiệp đó công cứng tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọng pháp hư không hiện đạo tràng nặng con cũng nhiều. Chim sát hiện ác nghiệp báo công tướng tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng trăm các tánh trọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cũng dùng. Y tịnh tín đồ Bồ Tát, Y tịnh tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi quan âm pháp gọi tôi sống ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kim tịnh tín đồ tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mười phương tất cả thánh hiền hiền thánh không xả từ bi quan âm pháp gọi tôi sống ủng hộ chứng minh tánh hành pháp của con. Kim tịnh tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng các thù sư lợi Bồ Tát mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi quan âm pháp tọa tôi sống ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu
thiên lang và lam đăng đệ, tùy thuận tùy thần thỉnh của con, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng ngăn các ma tướng, thị hiện ký từ khiến sở tu của con tự tại thành tựu các hộ pháp thiên lang và lam đăng đệ, tùy thuận lời thỉnh của con, người nữ vẫn đạo tràng nâng các ma tướng, thị hiện kiết tường khiến sợ tu của con tự tại thành tựu. Tám lễ tam bảo có hai trong miễn cánh miễn tiến tri, ăn đức chân thật vô biên độ lạc thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ từng tu vô lượng phước, nay được và lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, chú tâm trưởng công đức lễ lại lên một ngàn lần. Ôm ma mô man đồ sờ ri nhi na ma ha su sờ ri nhi ma na ma un ta ma sa ri ye sa ha. Om na ma man tu sa ri ye na ma ha su sa ri ye na ma un ta ma sa ri ye sa ha. Om Nam Mô Man Tu Sở Rí Dê Nam Ha Su Rờ Sở Rí Dê Nam U Ta Ma Sở Rí Dê Sở Ha. Om Nam Man Tu Sở Rí Dê Nam Ha Su Sở Rí Dê Nam U Ta Ma Sở Rí Dê Sở Ha. Om Namo Man Su Sở Rí Dê Nam Ma Su Ta Sở Rí Dê Nam Ma Uông Ta Ma Sở Rí Dê Sở Ha. Om Namo Man Tu Sở Rí Dê Nam Ma Ha Su Sở Rí Dê Nam Ma Su Uông Ta Ma Ha Sở Rí Dê Ha. Om Namo Om Namo Man Su Trờ Sở Rí Dê Nam Ma Ha Su Sở Rí Dê.
Đặt tên đánh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ni La. Đặt tên đánh lễ Đức Phật Sổ Quả Như La. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Tịnh Như Lai. Nhân tâm đảnh lễ Đức Phật Đa Ma La Bạc Trong Thiên Nhiên Đà Hương Như Lai. Nhân tâm đảnh lễ Đức Phật Thiên Đàn Quảng Như Lai. Tâm đến lễ Đức Phật Ma Ni Tâm Ni Đàn Như Lai. Nam tâm đến lễ Đức Phật Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Thế Gian Ngạo Kiến Thượng Đại Tư Tấn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Na Ni Tàng Đàn Quảng Như Lai. Nhân tâm đảnh lễ Đức Phật Hệ Tự Chiếu Như Lai. Nhân tâm đảnh lễ Đức Phật Hải Đức Quang Minh Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Cang La Vừa Phổ Tăng Kim Quang Như Lai. Nhắm tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Cường Tân Tấn Rộng Mãnh Như Lai. Nhắm tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Bi Quan Như Lai. Nhắm tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiên Đàng Thốt Trang Nghiêm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hiền Thiện Thù Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, thiện ý Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Quảng Trang Nghiêm Vương Như Lai. Con đã lễ Đức Phật hầu phụng của Ma Vương Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật tại Quảng Minh Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật tỷ mẹ thắng Như Lai. Nhân tâm đảnh lễ Đức Phật Di Lặc Tiên Quang Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật hiện tịnh nguyệt ấm diệu con tri vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật thế tịnh quán Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật Long Thủ Thượng Nhật Tôn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Tôn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nhật Tôn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Tạng Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sư Tử Thống Tự Tại Tự Lực Vương Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật Diệu Âm Thắng Quang Như Lai.
Ngài tâm đã lễ Đức Phật Thường Quảng Trần Như Lai. Ngài tâm đã lễ Đức Phật Quan Thế Đàn Đang Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Oai Đang Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Pháp Thắng Vương Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật Tôn Nghi Quang Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Ma Na Hoa Quang Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật U Đàm Bát La Hoa Thủ Thắng Vương Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Hệ Lực Vương Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật A Xuất Tỳ Không Thủy Quang Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Quang Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hải Quang Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Sơn Hải Hệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Thông Quang Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai. Nam tâm đảnh lễ Đông Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Giá Lợi Hình Tượng Hồ Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự Tấn Tượng Vương Như Lai. Tâm đảnh lễ trong Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự Quán Tượng Vương Tâm. Tâm đảnh lễ Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự Quán Tưởng Phương Nam.
nhất tâm đánh lễ tại nam phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sám lợi hình tượng cùng đồ miếu tháp tất cả Phật sự quả tự phương tây nam. Tâm đánh lễ tây phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng cùng đồ miếu tháp tất cả sự quán trụ phương nam. Nhất tâm đánh lễ tây bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng cùng đồ miếu tháp tất cả một sự lý thú văn tưởng phương ba đất. Nhất tâm đánh lễ bát phương tất cả chư Phật sở hữu tám sắc xá lợi hình tượng phù đồ lý pháp tất cả Phật sự lý thú văn tưởng phương đất. Nam không đánh lễ hạ phương tất cả chư Phật sở hữu và sắc thân xá lợi hình tượng từ đồ miếu tháp tất cả Phật là sự lý thú quán tự phương ở dưới. Nam không đánh lễ thượng phương tất cả chư Phật sở hữu thân sắc xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả sự Phật sự như núi bóng tưởng phương ở dưới. Nhất tâm đánh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật tâm đánh lễ chim sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đánh lễ chim sát thiện ác nghiệp báo kinh diệu pháp vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đánh lễ chim sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đánh lễ mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đánh lễ mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đánh lễ mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đánh lễ mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đánh lễ kiên tịnh tín đồ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ Cổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam văn đánh lễ phổ hiền bồ tát, quán thế âm bồ tát, văn thù sư lợi bồ tát ma ha tát. Nam văn đánh lễ phổ hiền bồ tát, quán thế âm bồ tát, văn thù sư lợi bồ tát ma ha tát. Tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát. Nhất tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đánh lễ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu hành sám hối con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị vọng nặng của ba người sáu căn làm chứng nạn nên không thấy điều tu tập, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, cũng thế sanh tử không biết giáo lý với gì, mặc dù nay đã biết nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả hội nặng tội nặng làm chứng nạn, giờ đây con đấu trước Bồ Tát Địa Tạng người phương chân Phật rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt, rộng vì tất cả chúng sanh khắp giới pháp giới nguyện đoạn từ ba chướng quy mạng sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến một trong lòng suy tính ngã nhân, hai ngoài lại thêm đạn sáu, ba không chút tỳ hỷ tác nghiệp thiện của người, bốn di chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, năm việc tuy không rộng như ác tâm ra tràn, sáu ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, bảy nghe giáo lỗi lầm không muốn người biết, tám không sợ quả báo trong ác đạo, chín không có thuốc hổ thẳng, mười không đói hoài nhân quả. Vì thế nay ngày nay một tiếng sau nhân quả, một hai xin lòng hổ thẳng, ba sân tâm thiết sợ ác đạo, bốn phát đồ sám hối, năm đoạn tâm tương tục, sáu phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, bảy tinh cần sắp tắm đo nghiệm sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tám tùy nghĩ phàm thấy mười chút thiện nhỏ, chín thì mười phương tu tập có đại phước hệ có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh tử vong diễn sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay không biết sanh của các pháp vốn không tịnh nên tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịnh con chúng vì chúng sanh cầu đạo bồ đề rộng tu các điều thiện rộng tất cả điều ác, duy nguyện hết thảy tâm đạo địa tạng bồ tát từ bi nhiếp thọ nghe con sám hối. Đệ tử con tên là Trần Thiện Mộng Trinh, trí tâm sám. Đệ tử con đệ tử Trần Thiện Mộng Trinh pháp danh Thắng Nguyên, trí tâm sám hối, con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh nhất thật cảnh giới đồng thể kinh Phật, nhưng do vô minh si ám
Hướng tập nhân duyên nên hiện ra cảnh giới như vậy, khiến chúng con sân tham trước các trước cái ta và của ta. Hướng tập mà các ác pháp sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chướng, nạp ác ngũ nghịch trong nam khinh giá, chướng tệ chướng tịnh định, chúng tư sản phẩm giả bệnh hãy không có ngày ra khỏi cả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng hoặc bị ngoại ma quá nhiều, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên trên tận kiến không thành, ngay gặp địa phạm đồ đá ma quá lớn nó giờ ăn ngủ mở đá mây đen mê hoặc gọt tẩy âu lo trong tâm con cầu ai sám hối, đi nguyện người thương chư đại từ từ như đại từ con chính ti vô niệm nãy con sám hối không tạo lại nữa, nguyện công cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng trừ diệt vô lượng kiếp đến nay mãn tứ trạng để được viên đạo thủy bán tam bảo tội nhắc xỉu đề tội tánh như vậy vốn là không tịnh, nhưng từ hư đoạn khởi tâm niên bảo chẳng thực sự có định muốn chi là tính đó. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được độ tâm của niên điển vượt từ tội căn, sau khi sám hối theo kinh văn nói trên tiếp tục suy xét lại hiện đời bản thân của mình đã phạm từng phạm các tội lỗi sai quá gì, ví dụ tài nhân coi những thứ đầu trị bất hiếu trị thề sát sanh phá thai trộm cắp dùng chất kích thích vân vân, thì lại chỉ tăng bật các tội lỗi đó ra đối trước chư Phật Bồ Tát chỉ thành khả năng sám hối thì không tái phạm, sám hối sanh quy mạng lễ tam bảo. Nguyễn Thinh Nguyện, con đệ tử Trịnh Thị Mộng trên pháp danh Thánh Nghiêm, chỉ tâm hiếu thỉnh nguyện hãy thải Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành cảnh giác nguyện mau thành cảnh giác, nếu đã thành cảnh giác nguyện thì tại thế nguyện thánh pháp luôn không nhập niết bàn, nguyện hãy thải các ta đức Như Lai như số cực vi tâm tất cả cõi Phật khác hư không pháp giới mười phương ba đời, con muốn thị hiện nhập niết bàn cùng các bồ tát thánh nhân viên giác hữu hạnh cơ học cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, con đều viên mời xin đường nhập niết bàn, xin ở lại đời đã qua số kiếp như đi cần trong tất cả phật, người muốn cho tất cả chúng sanh được hồi ức là quả Phật mỗi kiếp đều thì tỷ
xả đầu, mắt tay chân vân vân, nhìn như số vi cực vi tâm bất khả thí, bất khả thí quả sạch đầy, tất cả những hạnh có là như vậy, đầy đủ các món ba la mật chứng nhập các ý địa bồ tát của bồ tát, gọi nên quả vô lượng bồ tát để vô thượng bồ đề của chư Phật cho đến nhận niết bàn phân chia xá lợi bao nhiêu tăng lần thái to về thể hiện xã đến các loài lục thú tới sân trong tất cả người trên thế giới kia có bao nhiêu con đức và ngõ như hai mặt trời con người thì hãy người phương ban đời tất cả pháp vị thánh văn bất chi hữu học và vô học có bao nhiêu con đức con tùy đều tùy hỷ tất cả tu bồ tát tu hạnh cần khổ khó lắm kiến cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề con đức rộng lớn con tùy hỷ con đều tùy hỷ tùy hỷ sanh tùy mạng lễ tam bảo và đoan tỏa thân đoan tỏa thân pháp xưng niệm danh hiệu con đệ tử Trịnh Thị Mộng Trinh tí tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo được tặng từ con thân pháp hộ từ chúa và thượng đế hiển thể tâm này người như tay cộng ngọn chánh pháp như thông khắp cả đều sanh tịnh tính không gặp các chướng ngại vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà trí tà kiến con và chúng sanh mau chóng diệt trừ phạm tội hiện lời xa lìa sầu bi khổ não cuộc sống sung túc tâm tội giới căn rốt ráo thanh tịnh hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền tâm muội phẩm tri thần thông phương tiện những nhịp lục độ tất cả đều vi thần viễn mộ tự ngừa tâm nhắc thật cảnh giới bỏ thân khỏi thế giới này sanh tại phật tiền đối diện chí đà thắng các vô phật được phật họ ý trở lại cần lao khổ độ quần thế đồng quy mật tạng đồng tự bi Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đại đạo pháp lòng vô thượng
tự quy tâm xin nguyện chúng sanh phóng lý đại chúng hết phải không ạ? Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha ha.